Ở đây sao thấy toàn là sông nước không vậy mày? Đúng rồi, đây là đồng bằng sông Cửu Long mà. Chiếc ghe này đi đâu vậy? Ghe người ta đi buôn bán. Người ta gọi đó là thương hồ. Ghe là nhà của họ. Nhà hả? Ừ. Vậy trên ghe có đầy đủ tiện nghi như du thuyền không? Họ đâu có như mày đâu mà cần đầy đủ tiện nghi. Đứng lại cho hỏi chút coi. Hỏi thăm chút chứ làm gì vậy? Hỏi gì hỏi đi. Con Chi sao rồi? Bình thường. Bình thường là sao? Là vẫn chưa chết. Sống vui sống khỏe. Cơm ngày ba bữa, tắm ngày ba lần. Trời. Đi làm đều đặn. Nói như bà vậy. Nói như tôi sao? Tôi nói thiệt với bà, ngoài con Chi ra tôi không ưng đứa nào khác hết. Chuyện đó là chuyện xưa rồi. Bây giờ nó đã có người khác rồi. Cũng tại con trai ông thôi. Nhưng mà nghe đồn thằng Long đó cũng phải người tử tế gì. Cũng một thằng ăn chơi. Bà để con Chi quen chi vậy? Miễn nó tốt với con Chi là được rồi. Chỉ sợ giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Tôi chỉ sợ người nay thế này, ngày mai thế khác kìa. Mới nói thương hôm qua mà, hôm nay nó bỏ người ta rồi. Hey. Đúng là lòng dạ đàn bà khó đoán. Ở đây đẹp yên bình quá mẹ ha. Không khí lại trong lành nữa. Cảm thấy tâm hồn rất là thoải mái. Ừ đúng rồi, lâu lắm rồi tao mới được hít thở lại cái mùi vị của quê hương. Cây cối quá trời mày ha. Hiếu. Ủa, tao cường bạn mày nè. Lâu lắm lâu gặp mày nè. Mày khỏe không? Mày khỏe không? Bạn mày hả? Dạ, con chào chú. Cái gì chú? Chú gì? Chứ tao kêu chú này bằng gì? Chú cái gì mà chú? Đây là Cường, bạn học của tao từ nhỏ. Tôi lớn nó 2 tuổi, bởi vì học dốt á nên đã là lớp 2 năm. Trời, vậy mày còn nhắc nữa. Chào Cường. Thôi tao đi nghe. Ừ, mới câu cá hả? Đi kiếm mấy con về nhậu. Để coi coi, có gì rảnh tao hú. Không biết là ông già tao có giới thiệu tao với ai không nữa. Vậy đi. Thôi tao đi nghe. Có gì tao hú mày nha. Ê, đi. Nói thiệt nha, mày không nói tao không tin. Bạn mày sao mà già giống như là ba của mày vậy? Ở đây là vậy đó. Thôi đi. Chà, chuột vàng ươm luôn ha. Đã quá ha. Ăn toàn lúa không, không đã sao được. Thì nó ăn lúa của mình, mình ăn thịt lại nó. Hồi tối này á, tôi đi rảo 1 vòng rồi kiếm được gần 10 con chuột. Tôi biết á, ông Tư Nghĩa là ông khoái khẩu cái món này, nên là tôi đem qua biếu ổng. Ủa chuyện gì mà nhắc tên tôi vậy? Anh Tư với chị Hậu. Ổng cho mấy con chuột nè, về nướng ngồi ăn đi. Trời ơi, mấy con chuột này nó mập quá nha mấy ông. Kìa, nước dừa là ngon lắm đó nha. Yên tâm đi, để tôi về tôi nói con Thảo nó làm ngon lành rồi đem qua cho bà. Chưa gì chảy nước miếng à. Chảy nước miếng rồi nào. Đừng có đặt điều quá đó. Anh Nghĩa à, cháu Thảo nó là kỹ sư nông nghiệp. Anh về nói với nó nghĩ cái cách làm sao á, diệt chuột sớm sớm một chút. Chứ để tụi nó cắn khóa lúa rào rào như vậy á, còn gì mùa màng của mình. Tôi thấy cách tốt nhất á, là bẫy điện là ngon nhất. Tầm bẫy tầm ba không. Bẫy điện chuột chưa chết mà người chết trước rồi. Biết bao nhiêu vụ rồi mà còn chưa tởn. Biết bao nhiêu người chết mà còn chưa sợ nữa hả? Thôi bây giờ anh chị ngồi xuống đó đi. Ngồi đi, từ ngồi từ đi. Mình nói chuyện. Cho 2 ly cà phê cưng ơi. Dạ. Nè, làm cái gì mà mày im lặng giống như là có tâm trạng quá vậy? Tao đang nghĩ, ở thế kỷ 21, văn hóa kinh tế phát triển, tại sao ở quê mày á lại có cách sống thiếu văn minh như vậy? Tại vì mày ở bên nước ngoài từ nhỏ nên mày không có biết. Đối với người dân ở đây á, người ta không quan trọng vấn đề vệ sinh lắm. Giống như tao từ nhỏ ở đây nè, đi câu cá, đào một cái hố, như vậy là xong rồi. Oh my god, nhà mày cũng vậy hả? Ngày xưa mà, nhà nào mà không vậy. Bây giờ người ta có tiền mới xây toilet trong nhà. Có nhiều căn hộ bây giờ
Muốn xây toilet làm gì có tiền mà xây. Mày cứ nghĩ đi, tiền ăn còn không đủ thì lấy đâu có tiền mà xây toilet. Nhưng mà không chỉ riêng ở Việt Nam, ở bên Ấn Độ người ta xây hàng loạt toilet công cộng để tránh cái tình trạng mà phóng quế bừa bãi. Tao sẽ tài trợ xây nhà vệ sinh công cộng cho quê của mày. Nè, có mới nói này nha. Alo. Rồi. Ok, được rồi. Nè, có người bạn cũ á, vừa hẹn tao đi uống cà phê. Mày đi chung cho vui. Ừ. Ê, khoai. Thôi, tao không đi đâu. Sao vậy? Lỡ ra ngoài quán á, người ta muốn nước ao pha cà phê cho tao uống chắc chết. Mày khùng quá à. Đối với người khác á thì được phục vụ bằng nước mưa, còn riêng mày á, một lần uống nước ao đi cho biết. Cái thằng Hiếu. Không cho mình làm món mới hả? Mình cứ làm á. Có ai chết vì ăn món mới đâu chứ. Nè, thôi để khi khác đi rồi thử món mới của con. Có mấy con chuột người ta mới cho đó, đem vô trong mặn đi rồi làm roti ăn. Sao chuột còn sống nguyên vậy ba? Vậy con phải làm nữa hả? Thì thôi, để ba hạ xác nó đi rồi con làm. Tại ba mắc ra ruộng chứ không thôi cái này ba làm chút xíu cho mấy. Cũng hên là bữa nay con có nhà. Mày mốt á, mà ba muốn ăn á, ba mua chuột người ta làm sẵn rồi á, mình khỏi phải làm. Cái này đâu phải ba mua. Cái này á, bác Mười biếu. Nghe bà con nói á, là chuột hoành hành dữ lắm. Con có ý kiến gì để diệt bớt nó không? Phòng nông nghiệp á, cũng đang bàn về chuyện này á ba. Mà con nghĩ á, chắc cũng sớm có cách thôi à. Hy vọng là vậy. Thôi, ở nhà nghe. Ba ra ruộng cái. Dạ. Coi nấu ăn nấu uống gì cho mấy đứa nó ăn nghe không? Dạ. Sao không biết tôi về nước mà gọi vậy? Thì mấy người bạn bên bển mail cho. Đây có công việc tốt, sao lại bỏ về vậy? Thì cũng tiếc, nhưng mà ba tôi nhớ tôi quá nên phải chịu lòng thôi. Tôi thấy ông về chơi mấy tuần thôi rồi trở về bển đi. Ở lại làm gì? Ở đây chán lắm ông ơi. Nghe giọng nói có vẻ bất đắc chí quá ha. Tôi thấy trở về Việt Nam á là quyết định sai lầm của tôi. Sao vậy? Một cái chuyện gì hả? Học hành bao nhiêu năm, về nước với mục đích á là cống hiến. Khi còn học bên đó đó thì tao nghĩ là sẽ đem tất cả những gì học được về phục vụ cho quê mình. Nhưng mọi chuyện đúng là bị dội nước vào mặt. Tốt nghiệp MBA mà về xin vô mấy công ty nhà nước không ai thèm nhận. Họ nói là đã đủ chi tiêu rồi, còn các công ty khác họ đòi 2 năm kinh nghiệm. Ông nghĩ đi, sinh viên mới ra trường mà đòi 2 năm kinh nghiệm ở đâu ra chứ? Tại sao lại có chuyện ngược đời như vậy? Tôi giỏi thì họ phải trải thảm mời tôi mới phải chứ ông. Tôi vẫn tiếp tục xin việc, và sau 6 tháng trôi qua cũng đã có chỗ nhận tôi. Vậy thì tốt quá rồi, ông còn chán nản gì nữa. Ông biết họ nhận tôi vô làm gì không? Để làm nhân viên tiếp thị đó. Nhân viên tiếp thị? Ông giỡn hả? Sự thật 100% luôn. Nói thiệt, nếu như không phải về đây ở gần chăm sóc bà già thì tôi không đời nào chầu trực mấy chỗ đó. Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn của nó. Chán quá nên tôi bỏ việc để lên Sài Gòn. Sau đó tôi đã xin vào một công ty nước ngoài. Chúc mừng ông nha. Có thể trường hợp của ông là trường hợp cá biệt. Tin hay không á là tùy ông. Là bạn bè nên tôi mới có lời khuyên để ông khỏi phí thời gian. Chứ tôi về nước 1 năm á, đã mất thời gian 9 tháng để xin việc. Ông nghĩ đi có đáng không?
Em đang làm gì vậy? Em đang làm thịt chuột. Đâu? Hả? Trời, khủng khiếp quá vậy. Sao em làm thịt nó làm chi vậy? Ăn. Ăn trời hả? Ơi, chuột roti á là đặc sản quê em luôn đó. Ông này mất lịch sự quá. Không phải, anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh không ngờ chuột mà cũng ăn được. Trời đất ơi, đây là chuột đồng á chứ đâu phải là chuột cống đâu. Chuột đồng á sống trong hang ở ngoài ruộng, đồ ăn của nó toàn là lúa không à, cho nên thịt của nó đặc biệt thơm ngon. Anh biết không, chuột này nha, bây giờ mình ướp gia vị xong rồi mình chiên sơ lên, rồi mình đem roti là ngon hết ý luôn á. Thôi. Ê nè, chê chứ gì. Được rồi, chiều nay tôi sẽ cho ông mở rộng tầm mắt. Cái cô Thảo này ác thiệt, dám lấy chuột hù mình nữa. Không được, phải đi kiếm cổ để nói cho ra lẽ. Không thôi mai mốt cổ đem rắn vô hù mình thì chết. Có mùi. Thảo, ba con có nhà không Thảo? Ủa gì kiếm ba con chi vậy? Ba con đi ra ruộng coi cắt lúa rồi. Thì không thấy thì hỏi chứ gì đâu. Rồi, cá rô mà cá rô chiên với nước mắm gừng là ngon dữ lắm mà nha, thèm dữ lắm à. Thì chút nữa về ở lại ăn cơm với ba con luôn. Thôi ăn ké hoài kỳ quá à. Trời ơi, còn ngại nữa, quen quá rồi. Ăn cơm á phải đông người mới vui, chứ ăn mình buồn lắm. Ha, cũng phải á. Mấy ngày nay con Chi nó đi dạy hoài, vì ở nhà có một mình thành ra cũng là biến ăn lắm. Thôi về ngồi chơi đi, con ra hái mấy cái ớt với mớ rau nha. Được rồi, đi đi con. Ây da, con Thảo này ngày càng tiến bộ nha, thơm quá thơm luôn. Anh cứ bận đàng hoàng hả? Anh có mặc đồ mà gì? Đúng là nước ngoài về ăn mặc cái kiểu gì văn minh ghê. Nhà có phụ nữ, với lại nhà này đâu phải của anh đâu. Anh ăn mặc cẩn thận xíu chứ. Anh xin nói rõ, vì chưa có thấy gì hết, chỉ là phản xạ tự nhiên rồi vì hét toáng lên vậy thôi. Chứ anh có mặc quần mà, cũng giống như em tối qua. Tối qua có chuyện gì? Chuyện gì? Đâu có gì đâu gì. Trời Thảo. Tối hôm qua không có chuyện gì. Tối hôm qua là làm sao? Tới ngày mùa kiếm nhân công khó quá. Ngày mai nữa là xong. Chú cứ từ từ. Từ từ á, nhưng mà mấy ông tí đâu có từ từ. Có khi á mấy ông dám ăn hết sạch lúa còn ba cái gốc rạ không á. Tôi có hỏi con Thảo rồi, con Thảo nó nói phòng nông nghiệp đang lo.
phải như gà vịt á, mà đẻ lia lịa giống như mấy ông tí á thì còn đỡ biết mấy. Đám trẻ bây giờ không có đứa nào chịu mần ruộng, thà tụi nó chịu đi làm công nhân, mà lương công nhân cũng đâu có cao đâu. Nhưng mà như vậy thì cũng đỡ cực hơn là làm ruộng. Nhà anh có con Thảo là may mắn lắm rồi. Cũng phải. Phải chi quê mình có được nhiều con Thảo như vậy thì đỡ biết mấy. Gấp đồ ăn đi. Dạ mời ba. Ăn đi con. Dạ. Con mời dì Hậu. Ừ. Thằng này, sao ngồi ăn cơm trắng không con? Có thịt đó, ăn đi. Dạ bác, nhưng mà cái này là thịt con. Thịt chuột là đặc sản đó. Ăn đi, dì Út không có mà ăn đâu. Ngon lắm. Mày. Anh Kiệt ăn đi, thịt chuột á bổ lắm đó. Đúng rồi. Ừ. Ê, sao vậy? Ăn đi ba, ăn đi gì? Ăn đi. Đang cơm chạy đâu ạ? À? Dạ, đâu có gì đâu ba. Ba ăn đi. Con mời dì Hậu. Dì Hậu. Gì? Dì không nên chọt đũa vô tô canh vậy. Dì dùng đũa gắp vô tô canh vậy mất vệ sinh quá. Cái thằng này. Tao nói đúng mà. Mày... đũa trên miệng của dì rồi nhúng vô tô canh, vi khuẩn nó sẽ theo đôi đũa rồi phát tán vô tô canh. Tao có bệnh truyền nhiễm đâu Di Trùng. Mày kỹ quá mẹ ăn riêng đi. Dạ. Tao quen uống vậy đó. Anh Kiệt, anh ăn nhiều vô nói ít lại chút xíu đi. Ê, lần sau dọn cơm nhớ bày thêm muỗng riêng đũa riêng. Dạ đúng rồi đó bác. Ăn đi ba, ăn đi gì. Thôi, mày làm gì mà cứ chạy tới chạy lui hoài vậy? Đánh răng mấy lần mà vẫn còn nghe mùi chuột. Mày ảo tưởng. Lúc nãy tao thấy mày ăn ngon lành lắm mà. Ngon cái đầu mày á, ghê muốn chết. Khi không lại đi ăn thịt chuột. Nè, chuột cũng là một loài động vật dơ bẩn. Tại mày suy nghĩ nhiều quá thôi. Chuột đồng á, sống ở trong hang, ở bờ ruộng ăn lúa. Còn không á thì leo lên cây dừa, ăn dừa. Ăn dừa? Có cái gì đâu mà dơ bẩn. Đây là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Mày đừng có tỏ ra gớm ghiếc như vậy. Nhập gia tùy tục, nếp nhà của tao ra sao á, mày phải nương theo. Sorry. Nè, với lại tao thấy thái độ của mày với dì Hậu á hơi khiếm nhã đó. Khiếm nhã? Trong bữa ăn á, tao thấy mọi người gắp thức ăn cho nhau. Làm như vậy là không được vệ sinh. Ở Việt Nam á, ăn uống như vậy là bình thường, không đến nỗi mất vệ sinh như mày nghĩ đâu. Còn gắp thức ăn cho nhau là thể hiện sự quan tâm, thì mày phải vui vẻ đón nhận chứ. Sau này á, đi ăn ở đâu người ta gắp cho mình, mình phải vui vẻ đón nhận. Dù mình không thích, không thích cũng phải vui vẻ nhận. Đó là lễ phép.
Ở Việt Nam nhiều lễ phép quá. Tới mày đi đánh răng đó. Đánh răng làm gì? Tao nghe được mùi chuột từ miệng mày. Khùng. Bờ ruộng đầy hang kiểu này á, bao nhiêu lúa bị mấy ông tí ăn hết. Điều này biết tay tôi. Thảo phải không? Phải Thảo không bay? Đi coi ruộng đó hả? Dạ con chào bác Mười. Ủa bác Mười, lúa nhà bác chừng nào gặt? Ngày mới lận. Mà bây giờ á, kiếm được nhân công á khó quá mày ơi. Mà phòng nông nghiệp của huyện á đã có cái kế hoạch gì đó diệt chuột chưa? Nó cắn nó khóa quá trời tụi bay ơi. Dạ, mấy chú ở bên phòng nông nghiệp huyện á cũng đang họp bàn về chuyện này á chú. Trời ơi, mấy ổng bàn cái gì á thì phải bàn cho lẹ lên để mà còn tìm cái cách diệt chứ. Bây giờ phun thuốc diệt chuột á có được không? Nguy hiểm lắm bác. Bà con mình hay bắt rắn bắt ếch ăn, rồi lỡ ngộ độc chết làm sao? Con đang nghĩ cách. Chuột sinh sôi như vậy á là cũng tại bà con mình có bao nhiêu mèo đem bán hết. Rồi hả, bẫy rắn, rồi á bẫy chim. Chuột nó không có kẻ thù á thì cứ vậy mà sanh đẻ thôi. Phải ha. Có mấy đại lý thu mua rắn nè, mèo nè, giá cao lắm, bà con mình ham quá cái cứ bán cho họ hết trơn. Bởi bà con mình á thấy cái lợi trước mắt mà không có thấy cái hại lâu dài. Mình phải vận động bà con đừng có bắt rắn bắt chim nữa, rồi phải nuôi mèo trở lại đi thì may ra. Nè Thảo, em lụi hụi làm gì hoài vậy? Thảo à, hồi sáng á anh thấy người khác chở chi đi làm, anh buồn quá. Nhìn kẻ khác ngồi bên cạnh người mà mình yêu thương, cảm giác rất là khó chịu. Lỗi tất cả cũng tại anh. Bây giờ em có cách nào để chị quay lại với anh không? Mà làm sao như vậy được chứ? Chị đã có người khác rồi. Nghe ba nói là anh ta rất giàu có. Em có nghĩ chị quen với một người như vậy để trả đũa anh không? Ủa, nè, sao nãy giờ anh nói không trả lời gì hết Thảo? Hồi nãy giờ nghe anh nói gì không Thảo? Hôm nay em sao vậy? Ủa anh Hiếu. Anh cũng ở đây nữa hả? Ủa Thảo. Ủa vậy đây là vậy hái xong chưa? Để em hái phụ cho. Chị làm xong rồi. Hả? Thôi chị về nghe. Dạ. Hai người đang nói chuyện gì? Ủa, anh chọc giận gì Chi nữa phải không? Những lệnh không nên nói cũng đã nói rồi, cũng tại em không đó. Mắc gì tại em? Sao ngồi ở đây tự nhiên đâu vậy? Ủa, ê, chị Chi nhảy rào kìa. Gì kỳ vậy? Trời ơi. Chi chờ với coi. Chi Hiếu. Anh hai. Thảo. Ba người này làm gì giống như là đang đi chạy vượt rào vậy? Ủa trời. Ủa? Ơi anh hai vậy con mới về. Em về rồi hả? Dạ. Dạ chào gì. Dạ con chào gì. Thảo thì anh biết rồi. Còn hai người này đây là anh Hiếu, anh của Thảo. Còn đây là anh Kiệt, bạn của anh Hiếu. Anh ấy vừa từ Úc về đó. Giới thiệu với mấy đứa, cậu Long đây là người yêu của con Chi. Vậy phải giới thiệu là chồng sắp cưới chứ gì. Hả? Chồng sắp cưới hả? Ủa. Chào anh. Chào. Mấy đứa bay làm gì mà kéo nhau một lô một lớp chạy vô đây vậy? Dạ đúng rồi đó dì. Con thấy Chi, Hiếu, Thảo
Nhảy rào chạy vô đây. Con chạy theo. Chạy vô đây làm chi vậy Thảo? Dạ không phải. Tại bữa anh Hiếu về tới giờ, ảnh chưa có qua thăm gì bữa nào hết á. Cho nên bữa nay con đưa ảnh qua đây hỏi thăm gì. Dữ quá ha. Thôi, tụi bay trẻ trung á, thì tụi bay ở đây chơi với nhau đi. Tao qua nhà thím một chút xíu. Tao biết, sớm muộn gì cũng có ngày hôm nay mà. Được rồi, tự tụi bay giải quyết đi. Mời anh ngồi. Mời anh uống nước. Cảm ơn. Hàng xóm bao nhiêu năm nay, men cứ tự nhiên đi ha. Ủa, dây xích bự quá. Thằng lắc bằng vàng chứ dây xích gì. Ở Úc á, lắc vàng nhỏ lắm, còn bự như vậy á, người ta chỉ để xích thú dữ thôi à. Trời ơi, mày. Xích ở mệnh bằng thép, còn này bằng vàng mà. Nghe nói anh đi du học ở Úc hả? Ừ, đúng vậy. Sắp tới nhà tôi dự định xây mấy khách sạn, nhờ anh thiết kế. Anh đồng ý chứ? Cảm ơn. Để xem lúc đó tôi có rảnh không. Với lại mai mốt tôi và chị cưới nhau, tôi định xây một ngôi nhà đẹp ở dưới này. Anh có thể thiết kế giúp tôi không? Anh Long à, bây giờ mà nói chuyện cưới xin thì còn sớm lắm. Anh Long yên tâm đi. Ở Úc á, thằng Hiếu nó giành được cái giải nhì cuộc thi thiết kế Home of the Future. Thiết kế của nó được xây ở Sydney. Thằng Hiếu á, nó dư sức xây cả cung điện cho anh Long. Nói chi cái nhà. Anh là Việt Kiều đúng không? Ừ đúng. Tôi không tin cho lắm. Bộ nhìn tôi có vấn đề gì hả? Việt Kiều gì mà nói tiếng Việt giỏi vậy? Không chêm tiếng Anh câu nào. Tôi là Việt Kiều chứ đâu phải là ngoại kiều. Ba mẹ tôi á là người Việt, đa phần bạn bè tôi bên Úc cũng là người Việt. Thì lý do gì á tôi không nói tiếng Việt. Còn tiếng Anh á tôi chỉ dùng cho những người không biết hoặc là không hiểu tiếng Việt thôi. Đúng rồi đó. Em ghét nhất là mấy người nói tiếng Việt á mà chêm tiếng Anh vô á. Thì những người đó chỉ để cho mọi người biết là họ biết ngoại ngữ thôi. Kiệt. Sáng mai anh qua chở em đi dạy nha. Thôi, em tự đi xe đạp được rồi. Xe anh đâu có gì trùng gì đâu mà em sợ. Mua cái xe cả tỷ mấy để chở cô ấy đi dạy, mà nói 10 lần cô ấy từ chối hết 9 lần. Nè, đi dạy có xe hơi đưa đón, tại sao em lại từ chối? Chẳng phải có người yêu giàu có để được sung sướng hay sao? Anh Long. Hả? Sao em? Ngày mai anh qua chở em đi làm nha. Cả tuần luôn. Mai anh qua. Mai là có một đứa cháu gái, chứ 10 đứa chắc chết quá. Thơm. Anh Kiệt, anh Kiệt. Nhìn kìa. Ủa, sao từ lúc ở nhà Chi về không thấy nó nói năng gì hết? Còn mày đã hút thuốc nữa. Ê, có khi nào nó hút thuốc xong nó kiếm rượu giải sầu không? Anh điên quá. Trước giờ đâu có ưa thuốc lá nhậu nhẹt gì đâu. Alo, Hiếu hả? Alo, Hiếu đây. À, tao Cường nè. Đi nhậu không mày? Cường hả? Ừ. Đi nhậu hả? Ừ. Ở đâu? Quán cái giữa. Được rồi, tao tới liền. Lẹ nghe mày. Thấy nói Linh chưa? Anh đi theo ảnh đi. Chắc ảnh đang buồn chuyện của chị Chi đó. Đừng có để cho ảnh nhậu nhẹt nghe chưa. Ảnh mà nhậu nhẹt be bét hả, tối dành chết với em. Em đã đúng, bạn bè cần nhau là lúc này. Ừ.
Nè Hiếu, đợi tao. Nè Kiệt, mày nghe mấy thằng bạn tao hát dữ không? Trời ơi, bạn mày hả? Ừ. Đây, vô đây, vô đây nè. Phải chăng đất Việt trời Âu mày thấy hát mùi chưa? Có cách ngăn một bờ dịch thủy. Ờ, mày ngồi xuống đi. Nên một lần đi là có thể quay về. Một kẻ ly hương với tháng đời năm chờ. Khói phi cơ đã tan dần trong mây trắng. Tôi vẫn còn đứng lặng để nhìn theo. Một đàn chim vỗ cánh bay mau. Trời ủ dột như nỗi sầu lữ thơ. Tôi muốn mượn cánh chim gửi về nơi đất mẹ những tâm sự buồn của một kẻ lìa quê. Cay quá. Mới tới hả? Ờ, mới tới. Ờ, đây là bạn của tao tên Kiệt. Ừ. Còn đây là Cường. Hồi sáng mày gặp rồi đó. À, xin chào. Còn đây là Tiến. À, dạ, chào chú. Ba đứa là bạn. Là bạn từ hồi lúc ở trường tắm mưa đó cha. Mày sao mày? Tắm xong cũng ở trường vậy? Hồi lớn rồi. Ở trường kỳ chết. À, còn đây là Quý. Bạn đang ca tiệt tử với tôi. Chào. Ừ, chào. 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 Ê. À, bạn mày sao ai cũng già giống chú mày hết vậy? Tại đây á, tụi nó làm lụng cực khổ mà. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nên mới già vậy đó. Chứ thật ra nó bằng tuổi. À. Ê, nói nhỏ vậy đó mấy cha. Nói nhỏ là nói xấu đó. Ê, nói nhỏ là nói xấu đúng không? Khi dễ tụi này đúng không? Khi dễ tụi này không biết chơi đúng không? Ừ, đâu có. Nè, xứ quê chứ người không có quê nha. Tụi này biết chơi lắm đó. Tại không có tiền thôi. Đâu có. Ờ, tại tôi thấy không khí ở đây lạ thôi. Ủa, bộ Việt Nam nhậu là vậy hả? Nhìn thấy đông vui ghê ha. Vui lắm. Uống một hồi là hết vui à. Tao biết tụi mày về hôm rày rồi. Mà đang bận. Gặp cho xong đám lúa. Cho nên hôm nay tao mới rảnh. Ê, đưa đây tao uống trước rồi tới mày. Rồi tới nó. Tôi về chú quán ơi. Tôi về luôn á. Bữa nào rảnh ghé chơi nha. Chú quán ơi. Ơi, cho thêm mấy cái ly đi. Rồi. Ê, khỏi đi. Uống một ly say tua cho nó vui. Không phải. Ý của bạn tôi nói là mỗi một ly á cùng cho nó sâm tụ cho nó vui. À vậy. Rồi, vậy cũng được, mỗi người một ly luôn. Vậy đi, mỗi người một ly cho nó vui. Nè, chén nè. Ủa, mới vậy hả em? Trời ơi, mày trắng trẻo đẹp trai ra ha. Dạ. Thôi, ngồi chơi nha, cần gì kêu anh. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Rồi, vô. Vô một cái mừng ngày anh em mình hội ngộ ha. Rồi. Thôi, cầm lên bài anh em uống đi. Vô. 2, 3, 3. Vô. Thảo. Dạ. Con biết anh con đi nhậu với ai không? Dạ, hình như là anh Cường rủ ảnh đi nhậu ở quán cây dừa ba. Bởi ta nói có thằng Cường á là chắc chắn phải có thằng Tiến. Hai cái hũ hẹm đó mà ráp lại chắc cầu tới sáng mới gì à. Thằng Hiếu dễ giàu gì về nhà được. Không tới bến với tụi nó là không có được rồi. Chắc là ảnh cũng biết lượng sức mình à, ba đừng có lo. Cái đám thanh niên này tao rành quá mà. Uống chừng nào tới quách cần câu rồi mới chịu thôi. Đứa nào mà rời bàn trước thì đâu có chịu. Hãy đứng lên hồi ép rồi gây quýnh lộn. Thôi được rồi. Vậy để chút nữa con gọi cho ảnh. Ừ, gọi nó thử đi. Dạ. Công chuyện quá trời. Ừ, vô. 1, 2, 3. Vô. Thêm đi nữa. Thôi, tự trầu hết chai này. Mới sợ. Nè, làm miếng đi.
À quá. Oh my god. Ê, nó nói gì mày? Chắc nó bị bệnh gút á. Ăn đi, không sao đâu. Gút cái gì mà gút? Nó nói tiếng Anh, nó gọi là oh my god, tức là lại chỗ tôi đó. Ê, mà sao mày nói vậy? Cái này cái gì, sao nó ngộ quá vậy? Ê, khô cá đuối, khai chứ không có thúi. Khai chứ không có thúi. Đặc sản vùng này đó, ở nước ngoài không có đâu, muốn tìm mua cũng khó lắm á. Sorry, tôi không có dùng cái món này được. Cho gì trái cây anh Bảy ơi. Rồi, có luôn. Ừ, trái cây được đó. Anh nè, sao không biết nó thích ăn trái cây? Nó mới kêu sorry đó. Sorry á, tiếng Anh gọi là xin lỗi. Thôi, ngồi chơi vui nha. Thôi vậy, thôi tiếng gì cũng được, mày dùng thơm đi. Nè, thơm ở đây là cũng là đặc sản á. Chắc mày bển làm ăn nhiều tiền lắm phải không? Cũng đủ sống thôi. Tụi tao quan tâm mày, mới hỏi thăm vậy thôi. Chứ không có mượn tiền mày đâu mà mày sợ. Cái đó tôi nói thiệt, ở đâu á cũng phải chịu làm thì mới có ăn. Ở đây tụi tao làm chết bà cũng không đủ ăn nữa. Tôi thấy kinh tế ở vùng này cũng phát triển lắm mà. Ừ, thì cũng có phát triển, nhưng mà nông dân của tụi tao khổ lắm mày ơi. Khổ? Tôi thấy mọi người ở đây nhậu vui vẻ lắm mà. Vậy mới khổ. Nhậu tới sáng thức dậy làm đâu có nổi. Thì đừng có nhậu. Không nhậu thì làm gì? Không lẽ về nhà chơi với vợ à? Tao nói cho hai người mày nghe nè. Tụi tao á, được mùa cũng khổ, mất mùa cũng khổ. Ủa, sao được mùa mà lại khổ? Được mùa thì thương lái nó vô, nó mua, nó ép giá. Giá lúa rẻ như bèo. Ủa, nhà nước không bảo hộ sao? Vô đây, tôi trước nhà. Mày trả nó vậy thôi, chứ làm không có được. Ta anh đó. Đây, thôi, bỏ đi. Vô một cái. Vô. Hy vọng có ngày nông dân mình ngẩng cao đầu mà sống. Vô, 1, 2, 3. Vô. Thank you.